Chào mừng tất cả mọi người đến với buổi hội thảo online với chủ đề nâng tầm website doanh nghiệp với Zoho, Site và Sales IQ. Trong buổi hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu hai giải pháp đến từ Zoho để giúp cho doanh nghiệp, công ty có thể xây dựng được những website không những đẹp mắt mà còn hữu ích, đồng thời có thể tương tác trực tiếp với khách hàng trên website của mình ạ. Đồng hành trong buổi hôm nay chúng tôi có Khang là chuyên viên marketing của Zoho. Mọi người có thể liên hệ với Khang thông qua email và LinkedIn đó ạ. Đồng thời trong buổi hôm nay thì Khang cũng xin dẫn dắt cùng với anh Hiên là chuyên viên phần mềm đến từ Zoho ạ. Thông tin của anh Hiên đã có trên màn hình. Và hôm nay Khang và Hiên rất tự hào khi được là người đồng hành cùng mọi người trong buổi hội thảo này ạ. Trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi xin điểm qua một số thao tác mà anh chị có thể thực hiện trên Zoho Showtime, phần mềm mà mình đang dùng để tham gia chương trình. Mình có thể thoải mái đặt câu hỏi bất kỳ lúc nào cũng như là trả lời các bình chọn trong thời gian diễn ra chương trình. Và nếu mà mình có bất kỳ cái gì mà mình muốn trò chuyện, mình muốn nói chuyện thì mình có thể sử dụng phần nhắn tin ạ. Đồng thời Zoho cũng gửi những tài liệu tham khảo về Zoho Site và Sales IQ cho mọi người ạ. Rồi, chúng ta sẽ điểm qua một chút về agenda của buổi ngày hôm nay. Thì hai sản phẩm được giới thiệu là Zoho Site và Zoho Sales IQ. Zoho Site thì mình có thể dùng để tạo những website đẹp mắt nè, hữu ích nè và nó đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Còn về Zoho Sales IQ thì mình có thể dùng để tương tác với khách hàng ạ. Và dĩ nhiên không thể thiếu đó chính là phần live demo, nơi chúng tôi sẽ demo trực tiếp cách mình xây dựng, mình build một cái website hoàn toàn mới như thế nào, rồi mình tích hợp Sales IQ vào đó như thế nào để mình có thể tương tác với khách hàng ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình nhé. Thì đầu tiên sẽ là một câu hỏi là tại sao doanh nghiệp còn có website? Thì Khang xin được phép gửi một cái bình chọn cho mọi người ạ. Thì tại sao là mọi người nghĩ là doanh nghiệp cần có website ạ? Thì đó có thể là một nơi để mình trưng bày sản phẩm nè, để mình giới thiệu những cái bài viết nội dung về công ty nè, hay là để mình tương tác với khách hàng nè, nó rất là nhiều công dụng đúng không ạ? Hoặc là mình thấy ai cũng đã có một website rồi cho nên mà mình cũng còn có một website. Dạ. Dạ rồi, theo kết quả khảo sát thì có vẻ như là hầu hết tất cả mọi người đều đã hiểu về tầm quan trọng của một cái website rồi đúng không ạ? Vậy thì Khang xin bổ sung thêm một số nữa ạ. 75% khách hàng tiềm năng đánh giá công ty và sản phẩm dựa trên giao diện website. Đây là một con số rất là đáng lưu tâm đúng không ạ? Tại vì mình đã bỏ rất là nhiều tiền vào việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm nè. Mình bỏ tiền vào đầu tư về nhân sự nè, cũng như là các hoạt động marketing quảng bá nè. Tuy nhiên, 3/4 lượng khách hàng tiềm năng của mình sẽ đánh giá công ty và đánh giá sản phẩm dựa trên website thôi ạ. Tức có nghĩa là nếu website của mình nó không được đẹp mắt, hay là nó không có những thông tin mà khách hàng cần, thì họ sẽ rất là dễ dàng đánh giá về mặt chất lượng của công ty và sản phẩm. Bên cạnh đó thì 46% cũng sẽ rời đi nếu trang web của công ty không nói rõ ràng về sản phẩm. Tức là khách hàng vào trang web nhưng mà họ không biết được là cái sản phẩm này nó có những cái màu sắc nào, nó có giá cả như thế nào, hay là chính sách bảo hành của nó ra sao, vân vân và vân vân. Bên cạnh đó thì 37% sẽ rời đi nếu trang web công ty không dễ thao tác, tức là họ phải mất quá nhiều thời gian để tới được những cái bước tiếp theo, hay là tới được làm được những cái việc họ cần. Thì tất cả những cái yếu tố này nó sẽ ảnh hưởng lên cái trải nghiệm của khách hàng trên website của mình, và nó sẽ ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của khách hàng đấy ạ. Như vậy có thể nói website chính là mặt tiền của doanh nghiệp, là nơi để mà khách hàng nhìn vào và đánh giá công ty của mình. Do đó thì website là một việc mà hết sức quan trọng mà bất kỳ một công ty, một tổ chức nào cũng phải nên lưu ý ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi qua câu hỏi thứ hai là nếu mà nó quan trọng như vậy thì làm cách nào để xây dựng một website tốt ạ? Thì mình sẽ có hai cách. Cách thứ nhất thì là thuê bên ngoài, mình sẽ thuê hẳn một bạn thiết kế web luôn. Tuy nhiên thì nó sẽ đi kèm một số cái hệ quả, như là thứ nhất là nó khá là đắt tiền, chi phí nó cao đúng không ạ? Thứ hai là nó hơi khó chỉnh sửa, bởi vì bất kỳ khi nào mình muốn chỉnh sửa hay là mình muốn làm một cái gì đó trong web của mình đó, thì mình phải đi qua một cái bên thứ ba nữa. Và thứ ba là chính người Mỹ. Có thể là trong công ty của mình có rất là nhiều bộ phận phòng ban khác nhau, và mỗi lần mà họ muốn góp ý hoặc muốn thay đổi cái gì, mình lại phải đi nói chuyện với lại một bên thứ ba nữa, thì nó rất là tốn thời gian và tốn kém đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ đi tới cái phương án thứ hai, đó là những công cụ thiết kế website online. Tại sao đây là phương án tối ưu hơn ạ? Vì thứ nhất, không cần kỹ năng lập trình hay thiết kế, là mình chỉ việc là mình đã có ý tưởng rồi thì mình tìm xem những cái mẫu nào nó phù hợp nhất với ý tưởng của mình và mình sử dụng thôi, chứ mình không cần phải là code, hay là mình không cần phải là biết về thiết kế hay là bố cục màu sắc. Thì điều này nó sẽ giúp rút ngắn thời gian của mình, đồng thời mình có toàn quyền hơn với cái ý tưởng của mình. Và mình có thể làm việc cập nhật website ở mỗi lúc mỗi nơi. Điều đó đồng nghĩa với việc là nếu mà công ty của mình có sản phẩm gì mới đi thì mình có thể upload ngay trong lúc mà
sản phẩm mới vừa ra mắt luôn, chứ mình không còn phải đợi một bên thứ ba, hay là lỡ mà bên đó nghỉ phép hay là gì đó thì mình phải đợi thêm, đúng không ạ? Không cần thiết khi mình đã có thể tự chủ với lại những công cụ thiết kế website online rồi. Vậy thì trong rất là nhiều công cụ thiết kế website online như vậy thì Zoho sẽ mang đến cho mọi người các công cụ gì ạ? Vậy phần tiếp theo đây Khang xin giới thiệu về cách mà có thể tự hoàn thiện website với Zoho Site, một giải pháp đến từ Zoho ạ. Vậy thì Zoho Site có những đặc điểm nổi bật nào? Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Thứ nhất là giao diện được thiết kế sẵn. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây là những phần đã được thiết kế sẵn. Nếu mà mình tưởng tượng là trang web của mình sẽ có những phần như là trang chủ nè, sản phẩm nè, liên hệ nè, vân vân và vân vân, đúng không ạ? Thì mình đã hình dung ra được là trang web nó còn có những cái gì rồi, thì mình có thể vào trong Zoho Site để mình tìm những cái giao diện đã được thiết kế sẵn rồi, mình kéo thả bỏ vào trong đúng cái phần mà mình cần để mà nó hình thành được một cái website rất là dễ, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ nó đều rất là trực quan, mình chỉ việc là kéo và thả thôi. Đây ạ. Người dùng chỉ việc kéo và thả, chúng tôi đã lo phần code rồi. Là khi mà mình có những phần như là heading, gallery, image hay là audio and video, đúng không ạ? Thì mình có thể dễ dàng là nắm kéo những phần đó vào đúng cái vị trí mà mình cần. Như vậy là cái website của mình nó đã có những cái phần đó rồi, nó rất là dễ, đúng không ạ? Rất là đơn giản. Rồi bên cạnh đó thì ở Zoho Site cũng có đa dạng các template phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau. Ví dụ như là mình làm về lĩnh vực ăn uống đi, nhà hàng đi, thì Zoho sẽ có những cái template phù hợp với những cái màu sắc mà nó tươi tắn, nó gợi cảm giác thèm ăn chẳng hạn như vậy. Hoặc là mình làm về lĩnh vực là thời trang thì cũng sẽ có những cái template tương ứng để mà trình bày, để mà thể hiện được cái ý tưởng của thời trang của mình, vân vân và vân vân. Thì tùy theo cái nhu cầu của mình mà mình có thể lựa trong những cái bộ template rất là đa dạng của Zoho Site à. Rồi, bên cạnh những cái phần đã được thiết kế sẵn và những cái template có sẵn như vậy thì Zoho cũng cung cấp cho người dùng một tùy biến nâng cao gọi là Visual Editor, nơi người dùng có thể thoải mái chỉnh sửa được về màu sắc nè, bố cục nè, phông chữ nè, cỡ chữ nè, vân 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 vân, để đảm bảo cho là mình có thể hiện thực hóa được cái ý tưởng của mình cần nó ở như thế nào, thì Zoho sẽ cung cấp những công cụ để mình có thể đưa cái ý tưởng của mình gần thực tế nhất có thể ạ. Rồi, một cái điểm tiếp theo nữa của Zoho đó, Site đó, chính là khả năng mà mình thêm những cái logo thương hiệu của mình vào website để chi ạ? À? Để khách hàng khi mà họ truy cập vào website của mình thì họ sẽ thấy được logo, thấy được thương hiệu và từ đó là họ nhớ đến cái brand name, cái thương hiệu của mình nhiều hơn. Đây là một tính năng mà mọi người cũng rất là nên lưu ý ạ. À. Rồi, thiết kế tương thích tức là sao ạ? À? Chúng ta đang sống ở một trong cái thế hệ là mobile first, tức là ưu tiên cho điện thoại di động trước. Thì trước đây khi mà làm một trang web thì hầu như người ta chỉ chú trọng là việc làm web trên trên laptop hay là trên máy để bàn thôi, tức là cái khung rất là rộng hình chữ nhật, đúng không ạ? Tuy nhiên bây giờ thì tất cả mọi trang web hầu như đều phải có một cái yêu cầu tối thiểu, đó chính là có thể hiển thị tốt được trên điện thoại ạ. À. Vậy thì vấn đề này cũng sẽ được giải quyết trong Zoho Site. Khi mà mình làm một cái trang web rồi thì Zoho Site sẽ đảm bảo cho là trang web nó sẽ hiển thị tốt được trên tất cả các thiết bị như là laptop nè, tablet nè hay là điện thoại của mình nè. Rồi, phân công vai trò. Với phân công vai trò thì khi mà công ty của mình lớn lên rồi á, thì mình sẽ còn phải tuyển thêm nhiều bạn, đúng không ạ? Ví dụ như là một bạn làm về content hay là một bạn làm về SEO, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm chẳng hạn như vậy. Thì với những cái vai trò như vậy thì họ sẽ được cấp những cái email và những cái password riêng để họ có thể truy cập, và tương ứng với những cái vai trò đó là những cái quyền hạn nhất định tác động lên trang web của mình. Và dĩ nhiên thông thường thì chính người tạo trang web, người admin sẽ là người có quyền quyết định cao nhất đối với tất cả những cái thao tác trên trang web của mình ạ. À. Rồi. Nhắc đến SEO thì sẵn đây Khang cũng xin giới thiệu về một tính năng của Zoho Site, đó chính là giúp tối ưu hóa SEO trên cho cả website hoặc là riêng một trang con. Như vậy thì mình có thể sử dụng những công cụ này để nâng cao cái thứ hạng tìm kiếm của mình trên Google cho cả website hoặc là cho riêng một trang con trong website của mình thôi cũng được ạ. À. Thì đây là một cái tính năng mà sẽ rất là hữu ích đối với những trường hợp mà chúng ta có tính cạnh tranh cao và chúng ta cần phải đẩy một trang con riêng lên để mà có thể thu hút được khách hàng ạ. À. Bên cạnh đó thì Zoho Site cũng cung cấp nhiều dữ liệu hữu ích và trực quan về website của mình, như là có bao nhiêu người tham gia, có bao nhiêu người đã vào website, vào thứ mấy, hay là thời gian bình thường của họ trên website là bao lâu, vân vân và vân vân. Như vậy thì đây là những cái số liệu có thể giúp cho người chủ của website nhìn được xem là website của mình đang làm việc như thế nào, có hiệu quả hay không, cái thời gian nào là mình nên tung những cái promotion, những cái khuyến mãi ra.
Rồi khi mà mình đã có được một cái website cơ bản rồi, đã có được những cái thiết kế design cơ bản rồi, thì điều tiếp theo là về một cái tên cho nó, đúng không ạ? Thì mình sẽ có hai lựa chọn trong Zoho Site, đó là mua hoặc gắn tên miền. Thì đối với khi mà mình có thể mua một cái tên miền mới trong Zoho Site luôn, đồng thời nếu mà mình đã có một tên miền từ trước đó rồi thì mình có thể gắn cái tên miền đó và vào trong Zoho Site để mình tiếp tục sử dụng Zoho Site để mà tùy chỉnh những cái thiết kế, màu sắc, phông chữ bố cục của mình ạ. Thì một cái điểm mà Zoho rất là luôn luôn là quan tâm đến, đó chính là sự tính bảo mật và sự riêng tư của khách hàng, cho nên là chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm về tính bảo mật của website của người dùng mà. Rồi, một cái điều cuối cùng nữa mà Khang xin nói về đến về trong Zoho Site, đó chính là khả năng tương thích với các phần mềm của Zoho và cả những phần mềm từ bên thứ ba nữa. Ví dụ như là trong Zoho thì Zoho Site có thể tương thích với CRM, phần mềm quản lý khách hàng, hay là mail Zoho Campaign, phần mềm dùng để gửi email marketing, hay là Zoho Payson dùng để phân tích những cái số liệu liên quan đến website của mình. Và bên cạnh đó, Zoho Site cũng tương thích với những cái phần mềm từ bên thứ ba, ví dụ như là Mailchimp mình dùng để gửi những cái email marketing đấy ạ. Thì đây cũng là một điểm nổi bật của không những Zoho Site mà là của nhiều phần mềm khác đến từ Zoho, đó chính là khả năng tương thích với những phần mềm khác của Zoho và cả những phần mềm từ bên thứ ba nữa ạ. Và trong những cái rất là nhiều phần mềm này thì có một cái công cụ nổi bật mà Khang xin giới thiệu tiếp theo đây, đó chính là Zoho Sales IQ. Thì trước khi đi vào chi tiết Sales IQ thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi nữa nhé. Công ty có đang hỗ trợ khách hàng một cách hiệu quả hay không? Đây là một câu hỏi mà chúng ta nên rất cần cân nhắc, bởi vì khách hàng khi mà họ cần được hỗ trợ thì nếu mà họ nhận được sự hỗ trợ ngay thì điều đó sẽ nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của công ty, qua đó thúc đẩy doanh số, đúng không ạ? Và mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Tuy nhiên thì nó cũng đi kèm với những cái thách thức nhất định, ví dụ như là nếu công ty chọn hỗ trợ khách hàng qua điện thoại thì nó khá là tốn kém. Và nó sẽ dẫn theo nhiều cái bài toán nữa, như là về chi phí nhân sự hay là về sắp xếp thời gian công việc như thế nào, đúng không ạ? Và một cái điểm tiếp theo thách thức nữa khi mà hỗ trợ khách hàng, đó chính là khách hàng cần giải pháp ngay, real time. Tức là khi mà họ có cái câu hỏi nào về sản phẩm hay là về một cái điều gì đó trên trang web thì họ muốn nhận được câu trả lời nhanh nhất có thể. Chúng ta đều muốn như vậy, đúng không ạ? Tuy nhiên thì nếu chúng ta muốn giải quyết được bài toán này thì chắc chắn là một cái hệ lụy tiếp theo, đó là chi phí nhân sự và sắp xếp lịch nó sẽ đội lên rất là cao. Như vậy làm sao có thể hỗ trợ được khách hàng một cách tốt nhất có thể mà vẫn đảm bảo và chi phí nhân sự và cái lịch làm việc nó hợp lý nhất à? Vậy thì sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái tính năng đặc biệt của Zoho Sales IQ, giải pháp tương tác với khách hàng trên website ạ. Thì đây chính là một cái backend, tức là những cái thông tin mà mình thấy được khi mà khách hàng truy cập vào website à. Mình thấy được ở đây là họ đang đến từ quốc gia nào, hay là thời gian của họ ở trong website bao nhiêu lâu, lần cuối cùng họ truy cập vào website mình là khi nào, họ đến website từ nguồn nào, gõ trực tiếp hay là qua một bên thứ ba chẳng hạn như vậy, và họ đã có file khách hàng của mình hay chưa. Khi mà chúng ta đã có những thông tin này rồi á thì mình có thể dễ dàng tiếp cận khách hàng của mình bằng cách là ok, gọi là chào Nam, bạn còn hỗ trợ chị không ạ? Thì bên phía anh Nam, anh sẽ thấy như thế nào? Anh sẽ thấy như thế này đây, tức là một tin nhắn gửi đến từ bạn nhân viên hỗ trợ hỏi là anh còn hỗ trợ gì không, và từ đó mình có thể tiếp tục cuộc trò chuyện với khách hàng ạ. Và đồng thời thì mình có thể sử dụng những yếu tố kích hoạt, tại vì người ta có câu là biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng, đúng không ạ? Thì khi mà mình sử dụng những yếu tố kích hoạt này, mình có thể xem là khi nào thì nên gửi những tin nhắn đó. Ví dụ như là khi mà khách hàng vào website, hay là khi mà khách hàng mở một cái cửa sổ nào lên, hay là khi nào truy cập vào ở trong website bao nhiêu lâu, khoảng bao nhiêu giây đó, thì mình sẽ gửi những cái tin nhắn này đi để mà trò chuyện với họ, để mà tiếp xúc với họ, để xem là họ có nhu cầu gì hay không, và từ đó mình có thể tìm các phương án để mà giúp họ nhanh nhất có thể à. Bên cạnh đó thì Zoho Sales IQ cũng có một tính năng là chuyển nội dung chat đến các bộ phận khác, nơi mà mình có thể chuyển câu hỏi của khách hàng đến từng bộ phận tương ứng. Ví dụ như là họ đang hỏi về giao hàng, đúng không ạ? Thì mình sẽ có là bộ phận kho bãi, họ hỏi về bán hàng thì mình có bộ phận sale, họ hỏi về những cái về hóa đơn chẳng hạn thì mình có thể gửi qua cho kế toán chẳng hạn như vậy, vân vân và vân vân. Thì điều này nó giúp giảm đi cái workload, cái khối lượng công việc của bên hỗ trợ khách hàng, đồng thời tăng cái khả năng mà trả lời từ câu hỏi ngay và nhanh nhất có thể. Thì điều này tổng quan lại nó sẽ mang đến những cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng à. Đây mình có thể thấy là tùy theo các câu hỏi của khách hàng có những cái từ khóa gì chẳng hạn như vậy mà mình có thể gửi nó đến những cái phòng ban tương ứng để mà giải quyết à. Đây sẽ là một tính năng rất là hữu ích đối với những công ty mà mình có chuyên hóa về từng phòng ban một.
Rồi. Và một điểm tiếp theo nữa là mình có thể đặt lịch thông minh với bots à. Thì khi mà đặt lịch thông minh như thế này á thì mình có thể gửi một cuộc hẹn và sau đó thì mình sẽ khi mà tới gần cuộc hẹn đó thì bot này sẽ nhắc nhở mình để mình đảm bảo là mình không không bỏ qua, không quên những cái cuộc họp quan trọng với khách hàng. Thì đây cũng là một tính năng mà với những cái công ty làm về dịch vụ thì mình có thể dùng tính năng này để mình hẹn lịch với khách hàng và những cái lịch đó nó sẽ gửi về cho mình để mình không bị chồng chéo hay là bỏ mất những cái lịch quan trọng mà. Rồi. Thì Khang vừa mới giới thiệu qua những cái tính năng nổi bật của Zoho Site và SEOIQ. Với Zoho Site thì mình có thể tạo được những cái website đẹp mắt và hữu ích với những cái giao diện đã được thiết kế sẵn, người dùng chỉ việc kéo và thả thôi. Đồng thời là mình có thể tùy biến nâng cao với Visual Editor nè, mình có thể tăng cường cái kết quả tìm kiếm trên Google SEO nè, mình có thể đọc những cái số liệu về website của mình thông qua những xong qua Zoho Site Analytics nè. Đồng thời thì mình cũng có thể tích hợp Zoho Site với nhiều phần mềm khác tính từ Zoho hoặc là những phần mềm từ bên thứ ba, và trong đó thì có Zoho Sale IQ có thể giúp mình là tương tác với khách hàng, là thiết lập những cái yếu tố kích hoạt để mà gửi tin nhắn cho khách hàng hay là chuyển cái tin nhắn đến phòng ban bộ phận khác, và nếu mà có đặt lịch thì Zoho Sale IQ cũng sẽ hỗ trợ mình luôn. Thì để giúp cho anh chị hiểu rõ hơn về những cái tính năng của Zoho Site và Sale IQ thì ngay sau đây chúng tôi sẽ demo, live demo cách xây dựng một cái website từ đầu luôn và cách mà mình gắn Sale IQ vào nó như thế nào. Và phần demo này chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút thôi cho nên nó sẽ rất là nhanh và nó sẽ chứng minh được là mình có thể làm được một cái website tương đối là hoàn chỉnh, nhanh chóng, tiện lợi và dễ dàng như thế nào đối với Zoho Site. Thì sau đây xin mời anh Hiên là chuyên viên kỹ thuật phần mềm đến từ Zoho sẽ tham gia phần sẽ hướng dẫn phần demo này, anh chị hãy theo dõi nhé. Xin mời anh Hiên ạ. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã tham gia vào buổi thảo hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Hiên, chuyên viên tư vấn phần mềm của công ty Zoho tại thị trường Việt Nam. Thì hôm nay trong buổi demo hôm nay sẽ mang đến cho anh chị hai phần. Phần thứ nhất là đối dùng Zoho Site để xây dựng một website cho doanh nghiệp của bạn. Phần thứ hai là để tích hợp Sale IQ vào với Zoho Site để theo dõi hoặc là chat trực tiếp với khách hàng. Thì phần thứ nhất mình sẽ chia sẻ với các anh chị về phần xây dựng website với Zoho Site. Bây giờ mình sẽ chia sẻ về màn hình cho các bạn. Hy vọng là các anh chị nhìn thấy được màn hình mình đã chia sẻ. Thì hôm nay đối với Zoho Site, đầu tiên đối với các bạn khi muốn sử dụng Zoho Site thì các bạn phải vào trang web zoho.com site. Thì phần này á, nếu các bạn chưa có tài khoản, các bạn sẽ vào phần Access Zoho Site để các bạn đăng ký, và các bạn có tài khoản rồi, các bạn có thể kích trực tiếp. Và bây giờ mình sẽ chọn một cái template để mình xây dựng cho một website của mình. Thì đầu tiên các bạn có thể kích vào nút template. Từ khi các bạn kích vào phần template thư viện của Zoho Site thì các bạn sẽ thấy được, các bạn kéo xuống dưới, các bạn sẽ thấy được rất là nhiều cái mẫu về thư viện. Thứ nhất là về nhà hàng, khách sạn, về interior design, về sức khỏe cũng như là về cho doanh nghiệp của bạn. Tức là Zoho Site cung cấp cho các bạn rất là nhiều cái template để giúp các bạn hỗ trợ để tạo cho website một cách chuyên nghiệp nhất. Thì ví dụ như bây giờ là mình làm một công ty nhu cơ Việt Nam, mình có một nhà hàng, do đó mình muốn xây dựng một website tương thích với nhà hàng của mình. Thì bây giờ mình vào thư mục của restaurant, do đó mình sẽ tìm một cái template phù hợp. Thì ở đây, ví dụ ở đây mình sẽ thấy được một cái template mình gợi ý. Mình có thể kích vào dùng template ngay lập tức, hoặc là các bạn kích live demo. Ví dụ mình kích vào live demo. Thì khi các bạn kích trực tiếp vào live demo thì các bạn hiển thị trang web tương thích với ba thiết bị. Thứ nhất là các bạn thấy được phía trên màn hình các bạn hiển thị trên desktop. Cái thứ hai là hiển thị trên tablet. Và cái thứ ba là cách hiển thị trên mobile app. Đó là website của các bạn, template mà Zoho Site cung cấp cho các bạn thì hỗ trợ tương thích cho cả ba thiết bị, tức là desktop, tablet và trên điện thoại các bạn. Các bạn ở đây có thể review và trước xem. Thì sau khi các bạn thấy ưng ý với template này thì các bạn kích vào biểu tượng dùng dùng template này. Thì khi các bạn kích thì các bạn sẽ được vào trực tiếp bên trong trang web để xây dựng của website của bạn. Khi các bạn vào bên trong Zoho Site phần xây dựng trong web, các bạn sẽ nhìn thấy được rất là nhiều cái thanh công cụ. Thứ nhất là các bạn thấy được các phần trang của trong website được hiển thị ở đây, và mỗi khi các bạn kích vào trang thì các bạn sẽ thấy được một cái trang mới được hiển thị.
Thứ hai, trong phần trang này các bạn sẽ thấy được rất là nhiều cái yếu tố, ví dụ như yếu tố về văn bản, yếu tố về đầu đề hay là các thanh menu. Thì tất cả những yếu tố này cũng như hình ảnh, thì tất cả những yếu tố trong phần này nó sẽ kết hợp tạo thành một phần. Thì nhiều yếu tố tạo thành một phần, thì tất cả những cái yếu tố như hình ảnh, như là chữ viết thì các bạn cũng như phần thì các bạn đều có thể thay đổi một cách tùy biến. Thì ví dụ ở đây mình kích vào một yếu tố là hình ảnh, bây giờ mình muốn thay đổi cái hình ảnh này thì các bạn chỉ cần kích vào hình ảnh và các bạn kích vào thanh phần cài đặt. Thì khi bạn kích phần cài đặt, mình sẽ thấy được một thanh công cụ và một hộp thoại được xuất hiện. Các bạn kích vào phần thay đổi ảnh. Thì trong phần thay đổi ảnh này thì các bạn có hai lựa chọn. Thứ nhất, các bạn tải ảnh trực tiếp lên trên folder của Yosai. Cách thứ hai là các bạn mở thư viện ảnh. Thì Yosai cung cấp cho các bạn ba cái thư viện ảnh lớn là Unsplash, Presale và Google. Ví dụ bạn có thể search trực tiếp hình ảnh trên Google để tràn vào trong website của bạn. Ví dụ mình ở đây mình có thể search và các bạn thấy ngay lập tức các bạn thấy hình ảnh xuất hiện. Thì các bạn có thể chọn một cái hình ảnh phù hợp với cái website của mình. Ví dụ mình chọn về thực phẩm nên mình kích vào đây. Sau đó bạn nhấn tràn thì ngay lập tức cái hình ảnh của các bạn sẽ được tràn vào trong website của mình. Cách nhanh chóng các bạn có thể kích và tùy biến kéo cái hình ảnh của mình để cho phù hợp. Thì đồng thời trong quá trình hình ảnh này các bạn có thể thấy một số tính năng, ví dụ như là các bạn có thể muốn hiển thị cái hình ảnh này trên desktop, trên máy tính bảng, trên di động. Ví dụ mình tắt cái tính năng này, tức là trên di động các bạn sẽ không thấy được cái hình ảnh này. Đây là một trong số những tính năng rất là hiệu quả để các bạn thay đổi hình ảnh trong tất cả những cái thiết bị. Cái thứ hai, trong cái phần này các bạn thấy được rằng là tất cả những yếu tố này các bạn có thể thay đổi một cách rất là nhanh chóng. Ví dụ các bạn có thể kích vào đây để thay đổi về thông tin. Đồng thời có một lựa chọn nữa cho các bạn là các bạn có thể chèn rất là nhiều cái yếu tố vào trong có một phần này. Ví dụ yếu tố các bạn kích vào cái biểu tượng dấu cộng phía trên góc trái, các bạn sẽ thấy được nó có phần yếu tố. Thì các bạn kích vào phần yếu tố, các bạn sẽ thấy được rất là nhiều các thư viện liên quan yếu tố, ví dụ như là văn bản, hình ảnh, bộ sưu tập, các biểu tượng, nút nút nhấn. Ví dụ ở đây mình muốn thay đổi, mình muốn thêm một cái đầu đề vào phía trong của cái website của mình chỉ cần kéo thả. Các bạn đừng lo lắng về code, tại vì ở đây Yosai cung cấp cho các bạn đầy đủ, không cần phải liên quan tới code. Các bạn chỉ cần kéo thả và mọi đối tượng đều có thể sử dụng được đối với website. Thì khi mình kéo thả, mình chỉ cần thay đổi những thông tin trong này. Và nếu các bạn kích ra ngoài, các bạn sẽ thấy được cái tiêu đề ngay lập tức. Ví dụ các bạn muốn xóa thì các bạn chỉ cần kích vào tiêu đề và nhấn vào biểu tượng xóa ở đây thì các bạn sẽ xóa ngay lập tức. Thì đây là những cái yếu tố mình thấy rất là tùy biến, rất là nhanh, chỉ cần các bạn kéo và thả vào trong website của mình. Và điểm thứ hai mình muốn giới thiệu tới các bạn đó là về phần, tức là các bạn thấy được tất cả những yếu tố nhỏ này nó kết hợp trong một cái phần lớn, người ta gọi là phần. Trong một website này các bạn sẽ thấy rất là nhiều phần, ví dụ mỗi lần mình kích vô này mình sẽ thấy một phần. Thì những cái phần này các bạn cũng có thể thay đổi một số cái thông tin. Ví dụ khi các bạn kích vào phần này, các bạn thấy được bạn kích phần đây thì các bạn sẽ thấy mình muốn thay đổi, ví dụ như mình muốn thay đổi về về mặt kiểu hình nền nè, chủ đề. Ví dụ ở đây mình có thể thay đổi cái hình nền của cái này thành cái video, thì các bạn thấy ngay lập tức nó tùy biến và nó tương thích ngay với cái phần này rất là đẹp. Thì cũng như là các bạn muốn thay đổi về bộ mặt hình dạng, ví dụ các bạn thay đổi một cái hình dạng ở đây thì các bạn thấy rất là nhiều công cụ để các bạn có thể thay đổi một cách nhanh chóng. Đồng thời thì các bạn cũng có tính năng là các bạn muốn tắt hoặc mở trên những thiết bị. Ví dụ mình chỉ muốn cái phần session này nó chỉ được hiển thị trên điện thoại thôi, thì các bạn có thể tắt hai cái tính năng trên desktop hoặc là trên máy tính bảng. Thì đây là những cái biểu tượng tùy biến mà mình thấy rất là hữu dụng cho tất cả các bạn và rất đơn giản, các bạn có thể làm tiếp. Ví dụ đối với những cái phần này nó giống cũng như cái phần yếu tố, thì các bạn cũng có thể chèn những cái yếu tố cái phần vô trong phần website của mình. Thì Yosai cung cấp cho các bạn rất là nhiều cái template để các bạn có thể cung cấp và chèn vào trong website của mình. Thì các bạn thấy là các bạn ở đây có thể thấy được hình ảnh nè, các bạn có thể chèn hình ảnh, các bạn chèn biểu tượng, chèn thư thông báo. Ví dụ ở đây thì khách hàng vô trong các bạn mà muốn đăng ký thông tin, các bạn có thể chèn cái phần subscribe ở đây vào. Hoặc ví dụ giờ mình muốn chèn một cái điểm Google Maps vào trong website của mình thì các bạn muốn chèn dưới website, mình chỉ cần kéo và thả vào trong dưới website của mình thì các bạn thấy thì cái phần Google Maps sẽ được chèn một cách ngay lập tức vào trong website và lúc này mình chỉ cần thay đổi thông tin. Thì các bạn thấy được rằng trong website của mình có hai yếu tố chính, thứ nhất là cái phần yếu tố nhỏ phía trong và phần thứ hai là phần phần. Thì hai phần này thì Yosai đều cung cấp cho các bạn những cái template để các bạn có thể kéo và thả.
Thì bây giờ tiếp tục mình giới thiệu cho các bạn một số cái thông tin trong phần thiết lập của trang web này. Thì khi các bạn kích vào trong thiết lập thì các bạn thấy được rằng các bạn có thể thay đổi những thông tin tổng quát của website. Ví dụ thông tin về logo nè, của website của các bạn có thể thay đổi thông tin logo về quản lý thương hiệu cũng như tải vision. Cái phần này thì các bạn thấy được rằng là khi các bạn chèn cái biểu tượng này thì nó sẽ xuất hiện trên cái thanh web browser, nó đi kèm với cái logo, giống như cái phần vô website các bạn thấy ở đây. Đây có một phần cái logo. Thì cái này rất là giúp giúp cho khách hàng vô trong website các bạn có thể nhận diện được thương hiệu. Thì đồng thời ở đây là cái mục mà các bạn thiết lập chung có thể thay đổi nhiều cái thông tin trong website của các bạn. Và đồng thời Yoho cũng cung cấp cho các bạn một số cái thông tin tích hợp với phần mềm. Ví dụ ở đây Yoho Site có thể kết hợp với Yoho Sales IQ, tích hợp với Yoho Basecamp cũng như là Yoho Marketing. Đồng thời các bạn có thể liên kết với phần sale và một số cái thông tin các bạn kết hợp, ví dụ như là tích hợp với công cụ Google Analytics. Ví dụ mình kích vào đây các bạn có thấy những cái thông số các bạn sẽ điền có thể tích hợp được Google Analytics. Đồng thời ví dụ như mình muốn thay đổi được khách hàng của website của mình thì Yoho Site cung cấp cho các bạn cái phần thống kê, ví dụ như là lưu lượng truy cập. Khi các bạn kích vào đây các bạn thấy được rằng là hàng ngày các bạn có bao nhiêu khách hàng vào trong website của mình, cũng như là theo hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Và một cái vị trí như vậy á, thì các bạn sẽ biết được rằng là khách hàng vô ở những vị trí nào, xem website mình ở những vị trí như thế nào để mình có những thông tin phù hợp nhất của website của mình. Thì rất là nhiều yếu tố. Thì bây giờ mình muốn giới thiệu cho các bạn một công cụ cực kỳ hiệu quả trong cái phần xây dựng website, đó là công cụ Visual Editor. Đây là một công cụ mà các bạn có thể thay đổi toàn diện về website của mình, về mặt hình ảnh, về mặt layout, về mặt tất cả những nút nhấn trong website, tức là nó đi theo dạng đồng bộ toàn website của mình. Ví dụ ở đây mình muốn thay đổi về màu sắc thì Yoho cung cấp cho các bạn một số cái phần màu sắc nó được mặc định, tức là màu sắc về mặt template của website các bạn thấy đồng bộ từ trên xuống dưới, hoặc là các bạn có thể tùy biến tất cả màu sắc trong website của mình theo cái thông tin của mình mong muốn. Thì mình thấy đây là yếu tố cực kỳ hiệu quả giúp cho mình thay đổi nhanh chóng về màu sắc của website. Đồng thời ví dụ các bạn muốn thay đổi về bố cục layout trong website, ví dụ ở đây mình thấy logo nằm bên trái, ví dụ mình muốn logo nằm ở giữa và cái biểu tượng về thang bay này nó nằm ở phía dưới, thì các bạn có thể thay đổi ngay lập tức. Các bạn chỉ cần kích vào đây các bạn sẽ thấy hiệu ứng thay đổi một cách tùy biến. Và website của các bạn gọi là website tương thích nha các bạn. Tương thích đó là các bạn có thể nằm trên điện thoại, có thể tất cả hình ảnh sẽ được thu gọn nhỏ lại. Thì các bạn thấy rằng là website của mình đã được thay đổi cái logo nằm ở giữa. Đồng thời các bạn thấy một số hình ảnh, ví dụ bạn có thể thay đổi cái banner. Mình thấy banner này lớn quá, mình muốn thay đổi nó nhỏ lại thì các bạn có thể ví dụ kích thì các bạn sẽ bo gọn cái hình ảnh của bạn lại. Và đồng thời cái phần thanh công cụ này cung cấp cho các bạn thay đổi một số cái thông tin, ví dụ như là về những yếu tố các bạn có thể thay đổi, ví dụ vị trí của nút nhấn ở đây thì các bạn có thể thay đổi một số màu sắc của nút nhấn cũng có thể rất là hiệu quả. Đồng thời phần header ở đây thì các bạn có thể thay đổi về mặt những cái thanh điều hướng, những cái phần menu mà sổ xuống các bạn cũng có thể thay đổi màu sắc của nó. Mình nghĩ là đây là những công cụ cực kỳ hiệu quả giúp cho những người mà không biết coding, hoặc là các bạn mà muốn xây dựng một website cho mình thì ở trong này đầy đủ công cụ để các bạn có thể thay đổi. Thì sau khi các bạn thay đổi toàn bộ website của mình thì bây giờ mình thấy rất là hợp lý rồi, mình muốn chuyển website của mình public, xuất website của mình lên trên website, thì bây giờ mình sẽ tới bước thứ hai, tức là đưa website của mình. Mình thấy website của mình rất hợp lý rồi, bây giờ mình muốn xuất website của mình và liên kết với cái domain. Thì bây giờ bạn kích vào bên phải màn hình thì các bạn sẽ hiện lên. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ hiện lên thông tin như thế này. Các bạn có hai lựa chọn. Thứ nhất là các bạn, nếu các bạn đã có một cái tên miền mua từ một đối tác bên ngoài thì các bạn có thể kết hợp liên kết với Yoho Site. Đồng thời nếu các bạn chưa có mua tên miền và các bạn muốn kết hợp dùng cái search domain của Yoho Site là yohosite.com thì các bạn có thể điền thông tin. Ví dụ công ty của mình là về một công ty về nhà hàng Joker Việt Nam. Thì ví dụ khi mình đánh Joker Việt Nam ở đây mình nhấn tiến hành xuất thì đồng thời lúc đó website nó sẽ kết hợp, nó xuất ra cái tên miền của mình. Và bây giờ mình kiểm tra của mình tên miền cho website nhé. Mình tắt cái này các bạn. Đây Joker. Thì các bạn thấy là website của mình đã được xuất hiện và mọi người có thể viếng thăm website của mình. Đồng thời các bạn thấy được đây là tên miền của website. Đây là những bước hoàn thiện để tạo một website cho doanh nghiệp của mình. Và bây giờ mình tới phần thứ hai, đó là kết hợp giữa Yoho Sales IQ để tích hợp vào trong Yoho Site để theo dõi khách hàng cũng như chat trực tiếp với khách hàng. Thì để các bạn đi vào trong kết hợp trong Yoho Site thì đầu tiên các bạn sẽ đi vào yoho.com/
Sales IQ. Thì đầu tiên các bạn đi vào trong web Sales IQ, các bạn vô ở trong website này thì các bạn kích vào Access Your Site. Nếu các bạn chưa có tài khoản, các bạn có thể đăng ký, và do các bạn có tài khoản rồi thì các bạn có thể kích vào đây thì trực tiếp nó sẽ điều hướng vào trong cái phần portal của Your Site, Your Sales IQ. Thì trong này các bạn bước đầu tiên các bạn làm đó là các bạn sẽ tích hợp cái website của mình vừa mới tạo vào trong cái Your Sales IQ. Các bạn vào trong biểu tượng bên tay phải cấu hình, các bạn kích vào đó. Thì sau đó các bạn sẽ tới một tab đó là các trang web. Từ các trang web này thì các bạn sẽ kích vào tạo website của mình. Ví dụ ở đây là mình website của mình là Yuker Việt Nam, thì các bạn sẽ kích vào tạo. Thì từ đây khi các bạn kích vào tạo thì các bạn sẽ thấy được tên trang web của mình sẽ được hiển thị ở đây, và các bạn vào tên trang web. Từ khi các bạn kích vào, các bạn có bốn lựa chọn: một là theo dõi khách truy cập, hai là ứng dụng con chat, ba là ứng dụng di động, bốn là ly chat Gmail, và bây giờ mình muốn chỉ có một con chat thôi. Khi mà khách vào trong website của mình có thể hiển thị chat thì các bạn kích vào ứng dụng con chat. Thì từ đây các bạn có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, nếu các bạn không có tạo website từ Yo site thì các bạn sẽ copy cái mã code này, các bạn chuyển cho các bạn IT mà làm code để nhúng cái mã nhúng này vào trong cái website của bạn, và khi đó thì cái con chat sẽ được hiển thị. Và do phần thứ hai tức là mình tạo Yo site, do đó mình không làm động tác này, mình chỉ cần vô Yo site và tích hợp vào Yo SQL. Thì bây giờ mình quay trở lại Yoho site các bạn ha. Mình vào trong web Yoho site, và sau đó mình sẽ tích hợp Yoho Sales IQ. Các bạn vào phần thiết lập này các bạn. Sau đó các bạn phần tích hợp Yoho Sales IQ. Thì phần này các bạn sẽ kết hợp ở đây, các bạn thấy chọn ứng dụng trong Sales IQ, các bạn thêm biểu tượng con chat. Các bạn chọn ở đây là Yuker Việt Nam. Cái này mình đã tạo trong phần Yoho Sales IQ, cho đó các bạn cập nhật. Thì khi này đã thành công thì các bạn đã tạo được tích hợp giữa Yoho Sales IQ và Yoho Site. Do đó các bạn bây giờ mình sẽ vào website để kiểm tra Yuker. Thì khi các bạn vào website thì các bạn thấy rằng là ngay lập tức trong website của mình sẽ xuất hiện một visitor vào trong website của mình. Thì ở trong cái Sales IQ này các bạn sẽ thấy được, khi mình kích vào đây mình sẽ thấy một số thông số. Thứ nhất là thông tin về đối tượng đến từ đâu, tức là ví dụ truy cập từ Hồ Chí Minh, và các bạn hiện tại đối tượng đang ở vị trí nào ở trong website của mình là thêm một home. Đồng thời khách hàng vô trực tiếp vào website của mình và hiện tại là truy cập bao nhiêu lần rồi và thời gian truy cập là bao lâu. Đồng thời các bạn sẽ thấy được là nếu khách hàng vô website của mình nhiều thời gian, các bạn sẽ thấy được lịch sử thông tin, và mình có thể chấm điểm cho khách hàng này và mức độ ưu tiên dành cho khách hàng. Đồng thời các bạn có thể thay đổi thông tin của khách hàng. Các bạn thấy được là khách hàng đến từ cái web browser hoặc là thiết bị nào. Bây giờ mình muốn chat với bạn này, mình chỉ cần chào bạn. Thì khi các bạn nhấn chào bạn thì đồng thời bên này nó sẽ xuất hiện một cái biểu tượng con chat. Thì các bạn bạn này nhấn lại xin chào. Thì các bạn sẽ thấy được bạn sẽ tiếp tục chat với người này, đồng thời mình có một số thao tác, ví dụ như bạn bận thì bạn có thể chuyển nội dung chat này cho một đối tượng tổng đại viên khác. Bạn có thể dịch chuyển ngôn ngữ một cách tự động nếu cái người vô website của bạn từ một quốc gia khác. Thì có, và đồng thời các bạn có thể thêm những cái tin nhắn có sẵn, ví dụ như các bạn đây mình có thể thêm những tin nhắn có sẵn và có thể chat trực tiếp với các bạn ở bên này, thì các bạn sẽ thấy một cái tự động, đồng thời bạn bên này có thể thêm nhiều đây mình có thể chat trực tiếp, và đồng thời ví dụ mình không muốn chat nữa, các bạn có thể tắt chat trực tiếp ở đây, có thể kết thúc ngay lập tức hoặc là như dây, ví dụ mình kết thúc ngay lập tức. Thì khi các bạn kết thúc ngay lập tức thì các bạn quay trở lại, các bạn thấy người khách có thể chấm điểm của mình, ví dụ các bạn rất là happy thì các bạn có thể là cảm ơn, bạn có thể submit ở đây. Và đồng thời trong cái phần SQL các bạn sẽ thấy được là ý kiến phản hồi của khách hàng ở đây, các bạn sẽ thấy được cảm ơn. Thì trong cái phần SQL các bạn thấy được khách truy cập trực tuyến nè, nội dung của chat, lịch sử khách truy cập, cuộc gọi nhỡ, lịch sử chat, ý kiến phản hồi cũng như là những cái báo cáo cho tất cả các bạn về bao nhiêu khách truy cập trong ngày đó. Thì đây là những bước các bạn có thể tích hợp giữa Yoho Site và SQL. Thì trong phần demo hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn, một là Yoho Site, hai là kết hợp giữa Yoho SQL và Yoho Site. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu các bạn có câu hỏi các bạn có thể chat ở phần thư mục chat. Thì bây giờ mời bạn Khang ạ. Tiếp tục cái phần slide các bạn ạ. Xin cảm ơn phần trình bày của anh Hiên ạ.
Thì quay trở lại với những cái nội dung của buổi hôm nay thì Khang xin tóm tắt lại ạ. Thứ nhất, chúng ta có thể tạo những website thông minh và đẹp mắt với Zoho Site, thông qua đó tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi conversion rate trên website của mình, đồng thời cá nhân hóa những trải nghiệm của khách hàng trên website. Và bên cạnh đó, với SEO hay sự hỗ trợ của SEO IQ thì mình có thể tương tác với khách hàng nhanh chóng và dễ dàng, cũng như là tăng cường nhận thức thương hiệu, lượt truy cập vào website, tỷ lệ chuyển đổi và lòng tin của khách hàng khi mà mình có thể hỗ trợ được khách hàng nhanh nhất có thể và giải quyết đúng nhu cầu của họ Và nói về phần bảo mật thông tin thì Zoho hiện tại không có một quảng cáo ở bất kỳ phần mềm nào. Bạn làm chủ dữ liệu của bạn. SEO IQ tuân thủ là một sản phẩm tuân thủ GDPR và Zoho Site không thu thập thông tin người dùng mà. Nếu mà khách hàng thật sự quan tâm đến tính riêng tư bảo mật thông tin thì Zoho chính là một sự lựa chọn đúng đắn nhất à. Và bên cạnh đó thì mình có thể theo dõi về live follow Zoho Việt Nam trên Facebook và LinkedIn để cập nhật những tin tức mới nhất, đồng thời vào YouTube channel Zoho Việt Nam để xem lại nội dung các buổi webinar này à. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập zoho.com sẹt vi sẹt size hoặc là zoho.com sẹt vi sẹt SEOIQ à, để mình có thể tìm hiểu thêm về những sản phẩm này. Để liên hệ về về sản phẩm hoặc là chính sách bán hàng thì vui lòng gửi email đến sales@zohocorp.com. Rồi. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho phần hỏi đáp. Team rất là mong sẽ nhận được những câu hỏi từ phía các anh chị ạ. Và một lần nữa xin cảm ơn anh chị đã dành thời gian để theo dõi buổi hội thảo online với chủ đề nâng tầm website doanh nghiệp với Zoho Site và SEO IQ. Xin trân trọng cảm ơn ạ.